cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA đã phát hiện mối liên hệ tiềm tàng giữa chứng viêm cơ tim rất hiếm gặp và các vaccine COVID-19 như Pfizer-BioNTech và Moderna. Nhưng EMA vẫn nhấn mạnh lợi ích của các vaccine này vẫn vượt trội rủi ro. Theo EMA, các bệnh lý bao gồm viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim phải được liệt kê trong danh sách tác dụng phụ của hai loại vaccine trên. Các bệnh lý này chủ yếu xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi tiêm và thường xảy ra sau liều tiêm thứ hai ở đối tượng là nam giới trưởng thành trẻ tuổi. Phát hiện này tương tự với các phát hiện của Mỹ hồi tháng trước. Triệu chứng của viêm cơ tim gồm khó thở, hồi hộp và đau ngực. Dù EMA cảnh báo nên đề phòng các triệu chứng sau khi tiêm vaccine COVID-19, cơ quan này nhấn mạnh sẽ liên tục theo dõi tính an toàn của các vaccine đã được phê duyệt khi chúng được triển khai rộng rãi hơn. Tổng cộng, EMA đã xem xét hơn 300 trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ở EU, Iceland, Na Uy và Liechtenstein. Hầu hết các trường hợp xảy ra với vaccine của Pfizer. Đến ngày 31 tháng 5, các quốc gia trên nhận tổng cộng 177 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer. Theo tuyên bố của Pfizer, các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim nhìn chung là nhẹ và các cá nhân có xu hướng hồi phục trong một thời gian ngắn sau khi điều trị và nghỉ ngơi. Các vaccine của Johnson & Johnson và AstraZeneca cũng được EMA giám sát, nhưng EMA chưa phát hiện mối liên hệ giữa chứng viêm cơ tim và các loại vaccine này. Johnson & Johnson và AstraZeneca có cùng công nghệ sản xuất vaccine nhưng sử dụng phiên bản virus cúm khác nhau để phát triển hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, Ủy ban An toàn của EMA cũng khuyến cáo những người có tiền sử mắc hội chứng rối loạn máu hiếm gặp, hội chứng rò rỉ mau mạch CLS không nên chủng ngừa COVID-19 bằng vaccine của Johnson & Johnson. Hồi tháng 6 năm 2021, EMA đã khuyến cáo nên liệt hội chứng rò rỉ mau mạch CLS vào danh sách tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca. Các khuyến cáo trên có thể gây sức ép cho kế hoạch tiêm chủng COVID-19 ở châu Âu sau khi hàng triệu liều vaccine COVID-19 đã bị EU cấm vì lo ngại an toàn.